Bà con thức khuya nó sẽ tàn phá sức khỏe, nó tàn phá sức khỏe cho bà con. Cho nên ta thức tới giờ nào đó, tôi chia sẻ cho bà con thức khuya nó tàn phá sức khỏe cái gì nha. Thức khuya nó tàn phá sức khỏe gì nè bà con. Thức khuya bao nhiêu giờ lại thức khuya từ từ nha. Nó sẽ bị tàn phá sức khỏe cho bệnh tim nè, gan nè, suy kiệt, viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan, da xuống sắc, bị mụn, lão quá nhanh, trầm cảm, tâm lý u sầu, rối loạn đau dạ dày, tiêu hóa, hại cho mắt, sưng mắt, bầm tím mắt, nặng thêm cho bệnh tiểu đường, mệt mỏi, đau đầu, thức khuya nó tàn phá dữ quá, còn nữa, nó tàn phá cho người giảm trí nhớ, hệ miễn dịch, nó làm cho rối loạn nội tiết tố, nữ thì rối loạn kinh nguyệt, u sơ tử cung, ngủ tốt nhất là từ 21 giờ đến 23 giờ, đó là thời khắc mà để chúng ta ngủ. Mà sáng thì chúng ta muốn tốt cho sức khỏe, chúng ta dậy từ 5 giờ đến 6 giờ, dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Và 5 giờ 6 giờ chúng ta khởi động tay chân, gọi là tập thể lực á bà con ơi. Chúc bà con đừng thức khuya lắm. Thức khuya đến 19 giờ, 11 giờ là phải ngủ, đừng quá 11 giờ. Sáng 5 giờ, 6 giờ là thức dậy nha bà con. Bà con ơi, xin chào.